Xin chào các anh chị, tôi là Trung Huy Cường, là huấn luyện viên kinh doanh. Tại sao anh chị nên hợp tác kinh doanh cùng với chúng tôi? Tôi có một niềm tin, trong vòng từ 3 năm cho đến 5 năm, anh chị hoàn toàn có thể xây dựng một hệ thống kinh doanh tự vận hành trên khắp cả nước và tiến ra thế giới. Và sau này có thể xây dựng một sự nghiệp kinh doanh quốc tế hùng mạnh. Tại sao tôi lại có một niềm tin như vậy? Anh chị biết là cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đã thay đổi hoàn toàn thế giới và tạo ra những xu hướng kinh doanh thực sự tuyệt vời. Và chúng tôi đang sở hữu trong tay một cơ hội kinh doanh hoàn hảo, có thể hội tụ 3 xu hướng kinh doanh trong một. Xu hướng thứ nhất về kinh doanh đó là chuyển từ bất động sản sang di động sản. Xu hướng thứ hai về chữa bệnh đó là chuyển từ đi chữa bệnh sang tự chữa bệnh. Xu hướng thứ ba về sức khỏe đó là chuyển từ chờ bệnh sang phòng bệnh. Nếu đi sau một xu hướng, rất khó có cơ hội thành công. Nếu đi song hành với một xu hướng, cơ hội thành công không có nhiều. Nếu đón đầu được xu hướng, chắc chắn sẽ thành công rực rỡ. Anh chị là người thông minh, chắc chắn anh chị sẽ không bỏ qua cơ hội kinh doanh có 1-2 này. Vậy anh chị hãy tìm hiểu ngay bây giờ, ngay tại thời điểm này. Bởi vì có 3 thứ ra đi trong cuộc đời sẽ không bao giờ có thể lấy lại được. Thứ nhất đó là thời gian, thứ hai đó là lời nói, thứ ba đó là cơ hội. Vậy chúng tôi đã sẵn sàng, anh chị còn chần chừ gì nữa? Nếu anh chị thực sự muốn quan tâm, chỉ cần anh chị có lòng tốt và muốn giúp đỡ được càng nhiều người càng tốt, thì anh chị hãy liên hệ với tôi. Tôi sẽ chia sẻ với anh chị một cách cụ thể hơn, chi tiết hơn về cơ hội kinh doanh hoàn hảo đó là gì và 3 xu hướng đó cụ thể là gì. Xin chào và hẹn gặp lại các anh, các chị.